mà chỉ thấy nụ là phái rồi. Dạ chào anh, em kính chào cô chú anh chị em mình đang xem lên kênh Bonsai Cần Thơ nhé. Hôm nay quay tới lại kênh thì Linh xin phép giao lưu với cô chú anh chị em mình lô dảo Thủ Đức. Cái này của em là lô Đại Lộc, em nói lộn. Lô Đại Lộc này là bốn mùa hết rồi nha cô chú anh chị em mình. Thì địa chỉ của em lại mà ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0968 28 2738 và hiện tại số này em cũng xài Zalo luôn ạ. Thì vườn em luôn có giá sỉ cho cô chú anh chị em mình mua về để mà kinh doanh cái dịp Tết này nhé. Hôm nay em lên lô Đại Lộc gốc VIP luôn nha. Mà đặc biệt là bốn mùa, bông rất là chuẩn luôn nha cô chú anh chị em mình. Để không mất thời gian thì em xin phép cho mã số 1T. Hết hồn gì, tôi rót nó nè. Hành gốc là 21. Tán ngang là 67. Chiều cao là 70. Cái này là bốn mùa hết trơn nè. Cái này năm ngoái là có mặt bông rất là chuẩn như chú như mình. Nè, nút nụ nè. Đại lộc nha cả nhà. Cái câu đại lộc nha. Con mình em nói. Mã số 1T cây Đại Lộc 4 mùa này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị em mình. Cây này với giá 2,5 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Cái lô này của em toàn bộ là 4 mùa hết rồi ạ. À, rồi em xin phép đổi cây luôn ha. Chốt cây nào bán cây đó. Tiếp theo là mã số 2T nhé cô chú anh chị em mình, cũng là lô Đại Lộc luôn nha. Cây này hình con thú nhưng mà cái cây này nó bị nứt da, nhưng mà nứt da này nó không sao, nó lành hết thôi nha cô chú anh chị em mình. Cái này do vấn đề hồi nhỏ em vận chuyển ca cây này nó cạ cây kia, nó tắt một tóc một miếng da nhé. Chiều cao là 86, tán ngang là 64, hành gốc này là 22 nhé. Một con thú luôn, chân cẳng đầy đủ hết rồi. Đó, để nôm lên luôn ha, chân cẳng thì đầy đủ luôn ạ. Dịch. Dịch. Đó, nút nụ thì cái này quá trời nút nụ luôn nha cô chú anh chị em mình. Đại Lộc nè, nhưng lá nó còn rậm quá. Tiếp theo là mã số 2T. 2T cây Đại Lộc 4 mùa này em giao lưu với cô chú mình. Cái cây này với giá là 2,6 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Đổi cây ạ. À. Tiếp theo là mã số 3T nha. Chiều cao là 89. Tán ngang là 79. Cái này là cây này kêu sao ta? Trời ơi, hình quá đẹp luôn nha cô chú chị mình, mã số 3T nha, hình thú luôn nha, quá đẹp luôn ạ. À, cái gốc này đẹp nè. Cái lô này thì nó rất là chuẩn bông á cô chú em, tại vì nó bốn mùa hết rồi. Cái này là 25 là hoành gốc nha. Cái này đẹp quá luôn á, gốc này đẹp nè, nơm mà đẹp nữa nè. Cái mã 3T này em giao lưu với cô chú mình, cây này với giá 3,2 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Đại Lộc nha cả nhà. Em dịch lên cái này, chỉ vô đây cho nó tống lá. Chỉ vô liền. Để em dịch lên chỉ vô liền. Này cho nó chống lá, chỗ này nó chống lá mới thấy, tại vì cái này lá nó nhiều quá. Rồi, em xin phép đổi cây luôn ha. Tiếp theo là mã tiếp theo là mã số 4T. Chiều cao là 88. Tán ngang là 70. Để mấy coi lại. Tán ngang là 77. Cái gốc này lực rất lực nha cô chú anh em mình. À, nhìn nó rất lực luôn ha, đều ha, cái cành. Dính. Cái này 29 nha cả nhà. Nụ nút nè. Cái này sớm em lễ quá trời luôn ha. Cái lô Đại Lộc này cô chú anh chị em mình xem nè. Lá nó còn nhiều quá trời nút nụ luôn ha. Cái cây là cây mã số 3T, tất cả lô Đại Lộc này của em 4 mùa hết trơn rồi nha cô chú mình. Mã số 4T nha. Cây Đại Lộc mã số 4T. Cái này hoành gốc là 39 luôn nha. Cây Đại Lộc này siêu nụ luôn nè, sớm như cây này nhiều nụ nhất nè. Sớm như cái cây 4T này cây nhiều nụ nhất luôn. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị em mình với giá là 2,8 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. À.
Chiều cao là 97. Tán ngang là 88. Cái gốc đại lộc này rất đẹp nè cô chú mình ha. Nè, cái này nó không, nó có cái lỗ thật. Có cái này nó có cái này luôn thật mày. Cái này mình vô mình mua về cái chậu, cái dĩa mình để luôn rất đẹp nha cô chú nha. Mình cầm cái này chạy được nè. Đó. Cái lâu này của em nói chung là gốc á, là nó cũng thuộc cái dạng là khá với lên giỏi không á, chứ không có cái nào mà trung bình hết nha cô chú anh chị em mình. Bốn mùa hết trơn kìa. Cái này hoành gốc là 27 nha, quá đẹp luôn ha, xum xê. À, tàn rất là nhiều, không có bị lép chỗ nào hết. Đặc biệt cái lô này cũng nút nụ rất là nhiều chú em mình. Sao lô nụ cũng rất gốc rất là nhiều luôn ha, quá trời luôn ha, quá trời luôn. Rồi cái cây mã số 5T này em giao lưu với cô chú mình, cái cây này với giá là 2,8 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn nha. Tiếp theo là mã số 6T, cũng là cây đại lộc luôn nha cô chú nha. Chiều cao là 88. Tán ngang là 74. Hành gốc này là 20 nha. Cô chú chị em mình xem ha, cái lô đại lộc này của em mà lên nó tàn rất là đều luôn, không có tống một bên nào luôn á. Còn nút nụ ở dưới mình đưa lên coi nè. Nè, lên cho cô chú chị em mình xem nha, nút nụ thì quá nhiều luôn ha. Bốn mùa hết rồi nha cô chú anh chị em mình, nên là cái lô này đó quá trời luôn ha, tàn rất là đều, rất là kẹo luôn, em không có chống chỗ nào hết. Cô chú anh chị em mình mua cái này về giờ chỉ có tưới nước thôi, vì đại lộc nó cũng sắp tới ngày lại lá rồi nha cô chú anh chị em mình. Rồi 6T này em giao lưu với cô chú anh chị em mình với giá 2,5 triệu nha, cây đại lộc 4 mùa. Tất cả em đều bao phí vận chuyển toàn quốc hết ạ. À. Em xin phép đổi cây luôn nha. Tiếp theo là mã số 7T. Chiều cao là 81. Tán ngang là 65. Trời ơi, cái này hình nè. Quá đẹp luôn nha cô chú anh chị em mình. Đó. Dạ. Đại lộc mà như thế này là cũng cái dạng thuộc hàng khá với hàng giỏi hết rồi. Cái này là lô này là khá với giỏi không chứ tung bình với yếu kém là không có. 21 là hoành gốc. Rồi nè. Quá đẹp luôn nha cô chú nha mình. Mà nó láng rồi nè. Cây 7T này rất là đẹp nha, tàn rất là kính luôn nè cô chú anh chị em mình. Còn nút nụ thì thôi nè, dở lên nha cô chú anh chị em ha. Cái lô đại lộc này là rất là nhiều bông luôn, nhiều nút nụ luôn nha. Cái này mình lại lá một cái ha, nhìn thấy nút không luôn á. Rồi mã số 7T này, gốc này rất đẹp nha cô chú mình. Cái 7T này em giao lưu với giá là 2,9 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Toàn bộ là lô đại lộc này của em toàn bộ là 4 mùa hết rồi nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. Tiếp theo là mã số 8T, cái cây này đế nơm nè cả nhà. Chiều cao là 75. Tán ngang là 90. Coi nè, cái này nó lầu lên cái nè. Cái này nó lầu lên nè. Đó, thấy không? Trời ơi, quá trời không? Cái lô này nút rất là nhiều mà cái này đế nơm nữa nè. Cái này hoành gốc 25, đế quá nơm luôn nha cô chú em, rất đẹp luôn ha. Hình như đầu năm em có ra một lô như thế này luôn nè. Bữa nay cuối năm rồi mới có lại lô nữa. Toàn bộ là 4 mùa hết, cái cây mã số 8T này em giao lưu với cô chú anh chị em mình với giá 2,9 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Đại lộc này toàn bộ là 4 mùa hết rồi nha cô chú anh chị em mình, nên bông rất là chuẩn nha. Cho em xin phép đổi cây luôn ha. Tiếp theo là mã số 9T. Hôm kia em ôm cái cây hai bên da gắn nó lột vỏ. Nằm trên cây. 76 là chiều cao. Tán ngang là 79. Thôi cái gốc này. 25 nha. Đó, quá trời không? Đại lộc này 4 mùa hết rồi nha cô chú anh chị em. Mình thấy cái đế hết hồn không? Cái này nên mình làm đế nơm được, mình chọn cái này, cái phỉnh này là nó là trống, như cái cục đất đây nó nhét vô đây nè, cái này dùng khoát lên nó mình đưa lên thành cái đế nơm được á, thành cái đế nơm được. Cái này mình nè, đó mình phét ra cái này ha, là mình cái lỗ của nó là xuyên thâu qua bển là nó thành một cái đế nơm nè. Cái này tại vì đó có em chưa có khai thác á, cái này rất là đẹp luôn nha, em nhiệt tình lắm thấy không nè. Là cô chú anh chị em mình dễ không? Đây là cái rễ của nó thành một cái đế nơm luôn nha. Đây là cái cây đế nơm á, ngày trước á không có thay thác ra nè. Bên đây đó nè.
Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó. Đó. Có một có một cái lỗ. Sao mà nó này nên là đến hôm nha, rất là đẹp luôn ha. Cái cây mã số 9T, cây đại lộc 4 mùa này em cũng giao lưu với giá là 2 triệu 9 em bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Về cô chú anh chị em mình thật cái này cho nó nó thành, nó là một cái lỗ này nó thành toàn là đế nơm ha. Đó em phép có cái lỗ này nè. Rồi xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ cái cây số 10 này là cái cây nhị dài nha cô chú anh chị em mình, gốc cúc nhị dài là giống mới ạ. Cây cúc nhị dài này cô chú anh chị em mình xem cái nụ trước giùm em ha, quá trời cái nụ luôn nè. Giống mới nên là cũng vườn cũng ít chứ không có nhiều cây đâu. Đó, quá trời cái nụ luôn ha. Ở đây một cái nhánh nhỏ thôi mà nút nó lên. Đó này cô chú anh chị em mình xem nè. Cái nhị dài này là bông chùm nha cô chú anh chị em mình. Bông nó rất là đẹp cô chú anh chị em nào mà không biết cái mặt bông của nhị dài thì kết bạn em Zalo qua số điện thoại là 0968282738 em gỡ cái mặt bông của cúc nhị dài cho cô chú anh chị em mình xem ha. Hình gốc là 22. Tán ngang là 108, cúc nhị dài nha cô chú anh chị em mình. Chiều cao 102. Tàn rất là đều hang xum xê luôn nha. Cúc nhị dài cái này là giống mới ạ. À. Cô chú anh chị em mình mua cái này về mình chơi tới sang năm mình lấy bo mình ghép cũng được ha. Cái này là bông trùng mà nút thì chi chít luôn ạ. À. Nè coi cái nút của nó nè, bông trùm nè. Cái cây này đều tứ diện luôn nha, tốt nó xum xê đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị em mình, nhìn rất là lùng lực nha tại em bỏ sâu cái miệng chậu vô á. Cái cây mã số 10 này em giao lưu với cô chú mình cây cúc nhị dài này với giá 2 triệu em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ha. Tiếp theo là mã số 11T, cũng là cây cúc nhị dài nha cô chú anh chị em mình. Cái clip này toàn là đại lộc không nhưng có hai cây cúc nhị dài ạ. À. Chiều cao là 120. Tán ngang là 87. Cho anh em mình xem nụ nút ha. Quá trời luôn nha. Nhìn thấy mắt ham luôn á. Nụ nút của nó chỗ nào cũng vậy. Đây nè. Đó, cái này mình đẩy lá bớt. Quá trời luôn ha. Cây mã số 11T cũng là cây nhị dài luôn ạ. Em có hai cây à. Này hoành gốc này 23, cái gốc này rất là lùng lực nha cô chú anh chị em mình. Nó sâu rễ tứ diện luôn, nhìn rất là đẹp ha. Cây mã số 11T cũng là cây nhị dài luôn. Cây này em giao lưu với cô chú mình cây này với giá 2 triệu mốt em bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Cô chú anh chị em nào mà không biết mặt bông cúc nhị dài thì kết bạn em qua số Zalo em gửi mặt bông cho cô chú anh chị em mình xem nhé. Mặt bông rất là đẹp luôn nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã số 12T là cây đại lộc nha cô chú anh chị em mình. Cái clip này toàn bộ đại lộc hết nhưng mà sớm có hai cây nhị dài thôi ạ. À. Chiều cao là 77. Tán ngang là 76. Hình gốc này là 22 nhé. Đế này nè, tứ diện luôn nha. Mã số 12 cây đại lộc nha cả nhà mình. Cây đại lộc mã số 12 này. Nó ngã nghiêng nghiêng. Rất là đẹp luôn ha, gốc trên tứ diện luôn nè. Em giao lưu với cả nhà mình cái cây này với giá 2 triệu 6 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Nút nụ thì cái lô này thì đó. Dở lên, dở cái này dở lên, cái này đá nhiều quá. Ở trên mình chỉa vô. Đó. 2 triệu 6 cho mã số 12T nha cô chú anh chị em mình, lô đại lộc ạ. À. Rồi em xin phép đổi cây luôn ha. Tiếp theo là mã số 13T. Cái dàn này thôi nó rụng bớt lá. Nhìn nó lòi cái dàn nút ra nè. Nó rụng lá. Còn đây nè. Kéo lên cái nè. Nắm đầu kéo lên. Chiều cao là 74. Tán ngang là 77. Cái gốc thì thôi á. Hình gốc này 22 ha. Quá trời cái gốc luôn ha.
Mã số 13, cái cây này em giao lưu với giá 2 triệu 9. Mã số 13T, cây đài lộc 4 mùa em giao lưu với giá 2 triệu 9 nha. Cái này để lên, cái này cũng rễ nó lên, quá đẹp luôn nha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. Theo là mã số 19, 14T. Chiều cao là 89. Tán ngang là 67. Cho chú anh chị em mình xem nè. Quá trời luôn, cái này nó rụng lá trên cái ngọn thôi nè. Cái lô đài lộc 4 mùa nhìn thấy ghiền luôn, cái vàng nút luôn á. Hành gốc này là 25, còn nguyên một con thú nằm luôn nè cô chú anh chị em mình. Cái lô này rất là chuẩn nhá, tại vì thường á 4 mùa rồi mà cái nào không chuẩn là em đã cắt ghép lại hết trơn à. Đó. Quá trời như một con thú không. 2 triệu 9 cho mã số 14T, cây đại lộc 4 mùa luôn nha cô chú anh chị em mình. Quá đẹp luôn ha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. Tiếp theo mã số 15T, chiều cao là 75, tán ngang là 80, 31 hơn, 31 nha cô chú anh chị em mình, nhìn cái gốc này rất đẹp nha. Đó, 15T, cái gốc này quá đẹp luôn nha. Đại lộc này toàn bộ 4 mùa hết, nên bông nó rất là chuẩn à. Thôi nhìn cái này, như cây cổ thụ luôn nè cô chú. Cô chú, anh xem ha, à, lên tới đây nè, quá trời như cây cổ thụ luôn nè. Tứ diện luôn nè, đó. Đại lộc 4 mùa, giờ cái hàng đó này đó. Có cái rễ nè. Cái cây 15T này em giao lưu với cô chú mình, cây này với giá 3 triệu, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Toàn là đại lộc 4 mùa hết nha cô chú anh chị em mình. Cái gốc như cái này như gốc cổ thụ luôn á. Quá trời đẹp luôn nè. Quá trời quá đất đẹp luôn ha. Rồi em xin phép đổi cây luôn ha. Tiếp theo là mã số 16T, cũng là cây đại lộc luôn ạ. Chiều cao là 95, tán ngang là 72. Đó, trời luôn, nhìn em xem cái dàn nút nè. Đó, nhìn thấy như xương cá hết trơn ha. Rất kính luôn ha. Đặc biệt xuống coi cái đế như thế nào. Đế quá đẹp luôn. Hình gốc luôn. 22 luôn. Quá đẹp luôn nha cả nhà mình. Quá đẹp luôn ha. 4 mùa, đại lộc 4 mùa hết rồi nha cô chú. Dạ, cái cây mã số 16 này em giao lưu với cô chú mình, cây này với giá 2 triệu 9. Mà cái mã số 16 này em cũng xin kết thúc cái clip đại lộc 4 mùa của em ở đây. Thì cuối clip em xin chính chúc cô chú anh chị em mình xem clip vui vẻ và chọn được cây ưng ý, liên hệ em qua số điện thoại là 0968282738 luôn nha. Em xin chào cô chú mình và hẹn cô chú anh chị em mình cái clip tiếp theo của vườn em ạ.